Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện tiếp theo. Tôi tên Huy và vợ tôi tên là Hường. Chúng tôi đã có với nhau hai mặt con, nếp tẻ đủ đầy. Mặc dù chúng tôi trông như một gia đình hạnh phúc, nhưng mà thật ra vợ chồng tôi đến với nhau không phải vì tình yêu. Vợ tôi thuộc mẫu phụ nữ ăn to nói lớn, cao ráo, khỏe mạnh. Chúng tôi chơi với nhau từ hồi học cấp 2. Hai gia đình cũng gần nhau nên bố mẹ cũng sớm trở thành bạn. Tôi chưa bao giờ rung cảm với Hường, và Hường cũng chẳng hề yêu ai. Hai đứa tôi thân thiết gắn bó với nhau như hai thằng đàn ông. Đến năm 26 tuổi, vì thất tình mà tôi phải nhập viện. Hai tháng tôi nằm bệnh viện là hai tháng mà Hường túc trực chăm sóc, từ đút cháo, lau rửa đến đổ bô. Bố mẹ hai bên thấy chúng tôi quyến luyến nên giục cưới, và chúng tôi cũng tự nhiên gật đầu mà chưa từng nói lời yêu với nhau lần nào. Cuộc sống của tôi chẳng buồn, chẳng vui, êm êm qua ngày. Thi thoảng thì tôi bức xúc, cũng đụng chạm vợ mình, và cô ấy không đẩy ra nhưng mà miễn cưỡng chịu đựng. Còn tôi cũng chẳng khác nào nhai khoai sống, gượng gạo, bực bội. Bỗng nhiên một ngày, vợ tôi dẫn về nhà một người phụ nữ. Tên cô ấy là Đặng. Cô ấy là đồng nghiệp của vợ tôi, quê ở xa, mới ly hôn nên sống cô đơn. Nhà tôi lại rộng, thừa phòng nên vợ tôi mời Đặng về nhà ở cùng. Đặng và vợ tôi thân thiết với nhau, còn hơn chị em gái. Cứ tan làm về là ríu rít cùng nấu cơm, dọn dẹp, chăm sóc hai con. Buổi tối thì còn rút rít với nhau trong phòng tới tận đêm. Nghe tiếng Đặng cười giòn tan, trái tim tôi cảm thấy ấm áp. Từ lúc nào tôi hay nhớ nhung, mường tượng chuyện yêu đương với Đặng. Thèm đặt tay lên đôi má của cô ấy, thèm được chạm lấy bờ môi mỏng mềm của cô ấy. Dường như là Đặng cũng cảm nhận được cảm xúc của tôi. Mỗi lúc có việc đi lướt qua tôi, Đặng đều cố ý đụng chạm. Và mùi hương tự nhiên của Đặng như một luồng hơi cay cực mạnh, đánh sọc vào mũi tôi, làm đầu óc của tôi choáng váng. Chuyện gì đến rồi cũng đến. Khi mà vợ tôi đi vắng, chúng tôi đã quấn vào nhau. Tôi yêu Đặng mê mẩn, xúc cảm với Đặng đánh thức gã đàn ông cuồng loạn trong tôi. Không chịu nổi cảm giác giấu giếm, không thể công khai yêu đương, tôi đã định chia tay vợ để đến với Đặng. Nào ngờ, khi nghe tôi ấp ủ dự định, Đặng liền can ngăn kiên quyết. Đặng nói vợ tôi là người tốt, Đặng yêu quý vợ tôi nên không thể nào làm tổn thương, và gia đình tôi cũng đang êm ấm, không nên chia lìa. Những đứa trẻ thì còn nhỏ, rất cần sự quan tâm của bố mẹ. Những điều Đặng nói đều đúng, nhưng tôi cũng không thể chịu được cái cảm giác nhìn thấy người yêu trước mắt mà không thể ôm vào lòng. Vợ tôi dường như cũng đã biết chuyện nhưng lại không nói gì, khiến tôi càng khó chịu. Như một ngày, tôi tan làm sớm với dự định sẽ qua phòng Đặng để tranh thủ âu yếm người yêu trước khi mà vợ tôi trở về. Đẩy cửa vào phòng, tôi choáng váng khi bắt gặp vợ tôi và Đặng đang hôn nhau thắm thiết. Tôi giống như là bị đánh mạnh vào gáy. Tối đó, một mâm rượu được bày ra để ba đứa chúng tôi có đủ dũng khí để trò chuyện. Vợ tôi vốn cứng rắn bỗng nhiên rơi lệ đầm đìa. Cô ấy chia sẻ rằng mình vốn thích phụ nữ từ lâu, nhưng không thể vượt qua được dị nghị của xã hội, không dám sống thật với cảm giác của mình. Dù cô ấy không thích đàn ông, nhưng chấp nhận lấy tôi, người bạn trai lâu năm, thân thiết mà cô ấy coi như em trai. Cô ấy đã lấy tôi vì muốn chôn vùi hoàn toàn cảm xúc, muốn chạy trốn bản thân. Nhưng mà khi gặp Đặng thì cô ấy lại rung cảm từ cái nhìn đầu tiên. Cô ấy cũng biết chuyện của tôi và Đặng, nhưng có thể chấp nhận được vì tôi có những điều mà cô ấy không thể đem lại cho Đặng. Cũng không muốn mất gia đình, mất người thân là tôi. Còn Đặng thì cũng nước mắt lưng tròng nói Đặng yêu vợ tôi, nhưng mà cũng si mê tôi. Vì thế, dù biết rằng ngang trái, nhưng cô ấy không thể bỏ được ai trong hai vợ chồng tôi. Đặng sẽ ra đi nếu như phải lựa chọn một trong hai người. Tôi từ tê lặng đến buông xuôi, vì tôi cũng không muốn mất đi những giây phút cuồng si tôi có được với Đặng. Liệu có ai chấp nhận nổi câu chuyện tình đầy éo le như của tôi hay không? Ước gì đây là cơn mơ của tôi, của Hường và cả của Đặng.